Cối xay khổng lồ này là hình phạt tàn khốc nhất của địa ngục. Kẻ bị trừng phạt phải tiếp tục chạy, bởi vì một khi chậm lại sẽ bị nghiền thành từng miếng thịt. Tất nhiên bạn cũng có thể chọn nhảy xuống sông, nhưng nó đầy những nàng tiên cá có khuôn mặt con người. Bạn có sợ hãi không? Nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong 7 địa ngục. Ngoài ra còn có địa ngục lửa, nơi xét xử tội phạm giết người. Địa ngục lựa chọn tội lỗi kéo lưỡi, địa ngục băng giá của tội lỗi bất công, địa ngục của sự phản bội, địa ngục đá của tội phạm bạo lực và địa ngục gia đình do chính Diêm Vương phán xét, và chỉ thông qua 7 cấp độ phán xét này được vua tha bổng. Khi đó bạn mới có cơ hội lấy lại cuộc sống của mình. Hôm nay chúng ta có một linh hồn đã khuất đặc biệt ở đây. Anh ấy là một lính cứu hỏa. Chỉ vài phút trước lính cứu hỏa ra hông cứu một bé gái vô tình rơi từ tòa nhà cao 100m, nhưng khoảnh khắc trước khi hạ cánh, anh vẫn không quên sứ mệnh của mình, ôm cô bé vào lòng. Tại thời điểm hạ cánh, cuộc đời lướt qua tâm trí anh. Chẳng mấy chốc anh đã quay lại khoảnh khắc cứu người. Khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình và cô bé đều bình an vô sự. Tuy nhiên, ngay khi anh nghĩ mình may mắn nếu sống sót sau thảm họa, một giọng nói lạnh lùng và trống rỗng vang lên từ phía sau.